quý vị, tính đến 15 giờ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Việt Nam cho biết, Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ghi nhận tại Hải Dương và Gia Lai. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 1.095 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó thì số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 402 ca. Tỉnh Gia Lai ghi nhận một bệnh nhân là một nhân 1982, bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Gia Duyên Ba, tỉnh Gia Lai, liên quan đến ổ dịch ở huyện Gia Ba, tỉnh Gia Lai, đã được cách ly tập trung vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Kết quả xét nghiệm vào ngày 6 tháng 2 năm 2021, bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Gia Duyên Ba, tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, tỉnh Hải Dương ghi nhận 3 bệnh nhân từ 1983 đến 1985 là bệnh nhân nam có độ tuổi từ 21 đến 34 tuổi. Liên quan đến ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, hiện 3 bệnh nhân này đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Sáng 7 tháng 2, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, cập nhật kết quả xét nghiệm mới nhất 47 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1979 là nhân viên của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, ngụ tại Thuận An, Bình Dương đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngoài ra, liên quan đến bệnh nhân 1980 tại tỉnh Bình Dương ở chung và là em trai của bệnh nhân 1979, thành phố đã điều tra lịch sử đi lại và được biết bệnh nhân này có làm việc tại một công ty ở quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh. 23 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính lần 1. Số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố cho đến nay là 169, trong đó 155 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, 14 trường hợp đang được tiếp tục điều trị. Hiện số người cách ly tại các điểm cách ly tập trung của thành phố Hồ Chí Minh là 2.774 người, số người đang được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú là 582 người. Sau hơn 15 giờ triển khai thần tốc, bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên với những trang thiết bị y tế hiện đại đã hoàn thành vào sáng 7 tháng 2 với quy mô là 300 giường bệnh, trong đó có 30 giường hồi sức. Ngay trong sáng nay, hơn 100 cán bộ thuộc các chuyên khoa khác nhau đã thực hiện xong công tác tập huấn nhanh để có thể đáp ứng được việc sử dụng trang thiết bị cùng với công tác xây dựng bệnh viện dã chiến thần tốc. Đoàn công tác của Bộ Y tế gồm Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đã chia nhóm nhỏ triển khai hàng loạt công tác khác về chuyên môn, đào tạo tại chỗ, khảo sát thực địa thêm các địa điểm khác, chuẩn bị thật tốt, chủ động cho các tình huống có thể xảy ra. Tính đến ngày 7 tháng 2, toàn tỉnh Điện Biên có 3 trường hợp mắc COVID-19. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết trong sáng nay ngày 7 tháng 2, Hải Phòng đã ban hành văn bản số 859 để điều chỉnh bổ sung một số nội dung về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công văn này cũng đã nêu rõ vào ngày 5 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành thông báo số 58, chỉ đạo về một số nội dung có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, yêu cầu người ra vào thành phố Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đi đến, nêu rõ lịch trình. Tuy nhiên, sau một ngày thực hiện quy định này đã vấp phải sự phản ứng của nhân dân và truyền thông. Để phù hợp với thực tiễn, Hải Phòng đã hủy quy định này và quyết định mở cửa trở lại cho người dân ra vào thành phố, tuân thủ quy định chống dịch chung. Người dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng với quy định. Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh này đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn của huyện Cẩm Giàng nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh để triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan. Tỉnh Hải Dương sẽ cấp giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 cho công nhân ở tỉnh ngoài sau khi có kết quả xét nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân muốn về quê ăn Tết. Thời gian lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc từ ngày 6 tháng 2 kéo dài trong vòng 4 ngày. Trung bình mỗi ngày sẽ lấy khoảng 12.000 mẫu và thông báo ngay sau khi có kết quả xét nghiệm. Để đảm bảo việc lấy mẫu nhanh, tỉnh đã quy động khoảng 150 cán bộ, sinh viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Được biết, khoảng 43.000 công nhân tại các khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền, Phúc Điền, Tân Trường, Lai Cách, Đại An mở rộng dự kiến được lấy mẫu xét nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, thịt lợn là mặt hàng luôn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và cũng chính vì thế thì thường có sự biến động lớn về giá cả, nhất là trong dịp mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Ghi nhận tại các chợ truyền thống, hệ thống cửa hàng và siêu thị thì dù đang là thời điểm cận Tết Nguyên đán thế nhưng nguồn cung mặt hàng này hiện vẫn rất dồi dào, giá bán cũng không có nhiều thay đổi so với các tuần trước đó. Ghi nhận ở các cửa hàng bán lẻ và hệ thống siêu thị tại thành phố Nha Trang, giá bán thịt heo hiện dao động ở mức từ 110.000 đồng một kg đến 196.000 đồng một kg. Trong đó, ba mặt hàng thường được người tiêu dùng ưa chuộng là thịt ba chỉ, nạc đùi và chân giò. Hiện các hệ thống bán lẻ cho biết,
Mức giá này đã được điều chỉnh từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng một kg so với thời điểm trước đây một tháng. Điều đáng nói, hiện nay chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Tân Sửu. Thế nhưng, giá bán các mặt hàng thịt heo vẫn đang giữ nguyên. Biến động thì ít thôi, nó lên chút đỉnh chứ không có lên nhiều. Tại năm nay làm ăn khó khăn á, cho nên thịt đồ cũng không lên gì bao nhiêu. Mình cũng có thể mua được, lo cho ngày Tết, 3 ngày Tết cũng được. Mặc dù giá bán thấp so với mọi năm, nhưng sức mua thịt heo trong những ngày giáp Tết Tân Sửu năm nay lại không mấy khởi sắc. Khu vực kinh doanh hàng thịt tại chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang với 130 gian hàng bày bán thịt heo vẫn đang vắng khách. Từ đầu năm 2021 đến nay, sức mua chậm, lượng thịt heo nhập về chợ mỗi ngày chỉ hơn 5 tấn, giảm gần 50% so với thời điểm giáp Tết năm ngoái. Hơn nữa, nhiều tiểu thương đang lo lắng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, người tiêu dùng ngại đi mua sắm. Do đó, việc kinh doanh thịt heo trong những ngày cận Tết Nguyên đán năm nay sẽ còn ảm đạm hơn. Hôm nay thì mua cũng bình thường, còn cái chuyện mà tới nữa thì chưa biết. Sắm trước thì cũng chưa sắm được, rồi chắc cũng phải đợi tới cận Tết. Nói chung là năm nay lượng khách đến rất là ít, người ta mua hạn chế bởi vì công việc nó cũng bị đình trệ nhiều, du lịch nó cũng không có, cho nên là cái hạn người mua sắm rất là ít. Nói chung là chợ búa rất là thưa thớt, không có nhiều người. Không có đông đúc như những năm trước. Thị trường thịt heo Tết Tân Sửu 2021 qua khảo sát cho thấy, nguồn cung hiện nay khá dồi dào và có khá nhiều kênh mua sắm để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Thông thường, tuần cao điểm mua sắm Tết bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Tuy nhiên hiện nay, thói quen này đã bị thay đổi do dịch bệnh và thu nhập của người dân thì ngày càng giảm sút, nên không khí mua sắm Tết vì thế cũng không còn nhộn nhịp như mọi năm. Quý vị và các bạn thân mến, càng gần ngày Tết thì lợi dụng nhu cầu chuyển tiền của người dùng tăng mạnh, nhiều nhóm hacker đang gia tăng hoạt động lừa đảo nhắm vào người dùng các dịch vụ ngân hàng, ví điện tử. Với hình thức lừa đảo tinh vi, chỉ cần sau vài thao tác chạm trên điện thoại, số tiền trong ngân hàng của người bị hại sẽ không cánh mà bay. Đây là tin nhắn giả mạo ngân hàng ACB, nhưng không khác gì một tin nhắn thật. Khi người dùng truy cập vào đường link trong tin nhắn này và nhập các thông tin cá nhân, ngay lập tức, thông tin sẽ bị lộ. Điều đáng lo ngại là các tin nhắn SMS này được gom vào cùng hộp thư với những tin nhắn do chính ngân hàng gửi đi trước đó, nên rất nhiều người dùng làm theo. Một hình thức lừa đảo khác, lợi dụng dịp cận Tết, nhiều người ở nước ngoài chuyển tiền về cho người thân qua hình thức chuyển tiền quốc tế Western Union. Anh ta còn nói anh ta là một người Việt sống tại nước ngoài và muốn thuê nhà trọ tại Việt Nam, và cụ thể ở nhà tôi. Bắt đầu anh ta nói chuyện rất là thuyết phục, cũng như có đầy đủ các giấy tờ tùy thân của mình, nên tôi cũng không có một chút gì đề phòng. Tuy nhiên, do bất chợt cảm thấy lo lắng, tôi cũng đã lên mạng và tìm kiếm lừa đảo và chuyển tiền Western Union, và nhận thấy có rất nhiều bài viết bị lừa đảo và rất nhiều trường hợp giống như của tôi. Và tôi biết khi đó cái trang web tôi định điền vào để chuyển tiền đó là một trang web lừa đảo. Thời gian gần đây, hệ thống giám sát của một đơn vị bảo mật đã phát hiện hai địa chỉ IP của máy chủ được sử dụng vào mục đích đặt các website lừa đảo. Chỉ tính riêng từ tháng 1 năm 2021 cho đến nay, đã có 180 tên miền mạo danh được trỏ vào hai cụm máy chủ này. Theo các chuyên gia, hai cụm máy chủ này chủ yếu tập trung mạo danh các ví điện tử như Momo và 27 ngân hàng ở Việt Nam. Các chuyên gia Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự báo một trong năm xu hướng tấn công mạng nổi bật của năm 2021 là tấn công lừa đảo trực tuyến, vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng về cả số lượng và phương thức. Thời điểm này chúng ta vẫn đang phải đối mặt với đại dịch Covid, nên là dần như là rất nhiều các hoạt động của chúng ta vẫn hoạt động trên môi trường online. Một số cái nguy cơ mà chúng ta đánh giá từ bây giờ đến cuối năm có thể vẫn còn tiếp diễn, như là các cái tấn công liên quan đến cái việc là lừa đảo người dùng trên cái không gian mạng bởi những hình thức khác nhau, và cái hình thức thì ngày càng biến tướng để làm sao để có thể lừa đảo được càng nhiều người càng tốt khi sử dụng các cái dịch vụ đấy. Để phòng tránh các thiệt hại gây ra bởi tấn công lừa đảo trực tuyến, người dùng không click vào những đường link bất thường. Trước khi điền mật khẩu, phải kiểm tra kỹ địa chỉ trang web. Cùng với đó, người dùng cũng cần thiết lập thêm mã OTP cho các tài khoản email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, đồng thời trang bị phần mềm bảo mật phù hợp để bảo vệ máy tính và điện thoại của mình. Gần 10 năm trở lại đây, gần 20 hộ dân thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương luôn phải sống trong lo sợ thấp thỏm khi
khi phải sống dưới đường điện trần 35 kV ngay sát trên mái nhà của mình. Nhiều hộ gia đình tại thôn Mỹ Đức không dám xây nhà cao vì đường dây điện trần tính từ mặt đất lên chỉ tầm khoảng hơn 10 mét. Những hộ dân sống dưới đường điện chỉ dám xây nhà một tầng vì nếu lên hai tầng thì đâu có thể chạm vào đường dây điện trần, rất nguy hiểm. Không chỉ có vậy, tại cánh đồng của thôn, trạm biến áp cũng đặt quá thấp. Vào những ngày mưa bão có nguy cơ bị điện giật nên người dân không dám ra đồng canh tác. Chung là nó thấp thế này thì là nhà cửa chúng tôi xây dựng là đều phải coi như là phải hạn chế cái độ cao, không làm dám làm đủ độ cao của mình theo ý của mình được. Và này hai nữa là cuộc sống hàng ngày là nhất là những ngày mưa to gió lớn hoặc là những ngày mưa phùn gió bắc là rất sợ mà ảnh hưởng, nhất là các cháu khi nó trèo lên trên này là nó sợ nó nghịch chứ cây cối các nó cầm gậy cầm ghiếc là sợ lắm. Đường vớt đường điện không làm được cây cối không dòng được cái gì thì mưa gió là một, cái bão vùng là hai, khi chập điện ở đầu ở cuối là chúng tôi ở giữa là chúng tôi kinh lắm, nó lổ điện xanh lên là kinh. Thế bây giờ chúng tôi đề nghị với này các anh là tỉnh ở trung ương là đề nghị chuyển cho chúng tôi cái đường điện này đi chứ thế này chúng tôi cuộc sống chúng tôi không yên. Trước thực trạng về mất an toàn lưới điện đang diễn ra ở thôn, chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị với huyện và ngành điện để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục. Thì chúng tôi đã kiến nghị cho ủy ban huyện, rồi điện lực Tứ Kỳ để có những cái giải pháp để trước giải pháp là di chuyển đường điện ra khỏi khu vực khu dân cư thôn Ngãi. Thì chúng tôi đã làm văn bản báo cáo huyện và huyện cũng thông tin lại là có giải pháp lâu dài là sẽ di chuyển đường điện ra vượt ngoài khu dân cư, nhưng mà trước mắt thì điện lực Tứ Kỳ là cũng có cái giải pháp là nâng cao cái đường dây và dùng dây bọc. Được biết năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương đã phê duyệt phương án đầu tư xây dựng lưới điện 35 kV đoạn từ cột 40 đến cột 150 điện lực Gia Lộc và xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên đến năm 2020, điện lực Gia Lộc mới bắt đầu thực hiện cải tạo và thay thế và nắn đường điện ra khỏi khu dân cư để đảm bảo an toàn. Dự kiến đến năm 2022, điện lực Hải Dương sẽ giải quyết được hết các điểm có nguy cơ mất an toàn lưới điện ở xã Quảng Nghiệp và huyện Gia Lộc như hiện nay. Thời gian gần đây, một số hộ dân sinh sống tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tỏ ra vô cùng bức xúc khi trong quá trình triển khai xây dựng khu đô thị TMS Hùng Vương. Dù người dân chưa được nhận tiền đền bù, nhưng mà chủ đầu tư là TMS đã tự ý cho máy xúc san lấp phần ruộng của người dân. Và điều đáng nói là dù nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng có thẩm quyền, song đến nay người dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng xung quanh việc triển khai dự án này. Phần đất ruộng này vốn được gia đình ông Nguyễn Tiến Hân sử dụng trồng lúa và hoa màu từ nhiều năm nay. Tuy nhiên hiện đã bị san phẳng để phục vụ việc xây dựng khu đô thị TMS Hùng Vương. Điều đáng nói đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ phía chủ đầu tư. TMS thì giá giả dân là có người là hơn 1 tỷ. Thế nhưng mà bây giờ chính quyền vào cưỡng chế. Dạ. 1 tỷ và hơn 1 tỷ một sào. Thế bây giờ là chính quyền họ vào họ cưỡng chế, họ giả chúng tôi là 235 triệu một sào. Đấy, thế mà nghị định 69 thì là nói về cái đền bù này thì rất rõ, chúng tôi bảo đấy cái đền bù nghị định 69 như thế, chúng tôi chỉ yêu cầu đến 40-50% nghị định 69 là chúng tôi nhận tiền. Không chỉ gia đình ông Hân, một số hộ dân khác có ruộng tại khu vực này cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Theo người dân nơi đây, năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định chấp nhận chủ đầu tư dự án TMS Land Hùng Vương với quy mô hơn 22 ha. Ngoài số tiền hơn 73 triệu đồng theo quy định, phía chủ đầu tư hỗ trợ thêm 76 triệu đồng, nâng tổng mức tiền hỗ trợ cho mỗi hộ dân là 153 triệu đồng một sào. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân phát hiện mức đền bù không thỏa đáng theo quy định tại Nghị định 69 năm 2009 của Chính phủ. Sau khi phát hiện chủ đầu tư báo cáo sai, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã cho đình chỉ dự án. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, năm 2017, chủ đầu tư dự án tiếp tục triển khai bằng cách thương lượng với từng gia đình có đất bị thu hồi, với mức đền bù được nâng từ 153 triệu đồng lên tới gần 1 tỷ đồng tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, đến nay một số hộ dân vẫn không đồng tình vì cho rằng việc đền bù không đúng quy định tại Nghị định 69 cũng như Điều 58 Luật Đất đai năm 2013. Đặc biệt, dự án có quy mô hơn 22 ha nhưng không có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Thì tôi mới yêu cầu là các anh muốn lấy đất của nhân dân chúng tôi ở đây thì các anh phải cái dự án của anh phải được cấp có thẩm quyền chấp nhận. Thì bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc chúng tôi chưa có cái văn bản nào chấp nhận cái dự án của anh cả. Hai nữa là các anh lấy những 25,5 hecta thì các anh phải có cái chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ để cho xem cái Thủ tướng Chính phủ. Thì lúc ấy nó chả có gì, không đưa ra được, nó cứ mua trao tay với nhau thôi. Trong khi gia đình ông Cư cùng một số hộ dân vẫn tiếp tục kiến nghị, thì tháng 12 năm 2020, Ủy ban dân thành phố Phúc Yên đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất khiến phần diện tích trồng cấy của các hộ dân bị san phẳng. Lý giải cho điều này, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phúc Yên cho rằng dự án được triển khai từ năm 2010 nên áp dụng theo quy định Luật Đất đai năm 2003. Tại cái thời điểm thu hồi đất của dự án TMS, thời điểm đấy nó có thuộc dự án nhà nước thu hồi đất không? Và bọn chị xác định đây là dự án thuộc nhà nước thu hồi đất. Cũng theo Bảo Anh, dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 84 năm 2007, do đó nhà đầu tư không phải thỏa thuận với người có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, nhiều người dân không đồng tình với cách lý giải này, đặc biệt một số hộ dân cho rằng vì sao cơ quan chức năng không thu hồi khi mà dự án bị bỏ hoang từ năm 2011 đến năm 2017 mới tiếp tục triển khai. Tuy nhiên đến nay, chưa có cơ quan chức năng nào của thành phố Phúc Yên cũng như tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra câu trả lời thỏa đáng.